Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thư tín là thư của các vị sứ đồ gửi cho các hội thánh ở trong thế kỷ thứ nhất nhằm mục đích dạy dỗ. Ta có các thư của Phaolô, của Phi-e-rơ, của Giăng, của Gia-cơ, Giu-đê, vân vân. Buổi sáng hôm nay tôi muốn quý vị cùng tôi học một lá thư của sứ đồ Giăng, đó là thư Giăng thứ ba. Quý vị có kinh thánh mở ra thư Giăng thứ ba. Thư Giăng thứ ba có lẽ là một lá thư ít khi được đọc đến, một lá thư rất là ngắn nhưng mà có rất là nhiều điều cho chúng ta học hỏi buổi sáng hôm nay. Tôi gọi các thư tín hay là các lá thư trong Tân Ước là những lá thư tình mà Chúa gửi cho chúng ta. Quý vị và tôi, chúng ta là những người yêu của Chúa, người Chúa yêu và người yêu Chúa. Cho nên chúng ta cần đọc những cái lá thư tình này để thêm lòng yêu mến Chúa. Hồi còn trẻ, khi còn yêu nhau đó, chúng ta đọc thư tình không phải là một lần, nhưng mà đọc nhiều lần. Cất đi rồi đem ra đọc đi, đọc lại chỉ vì tình yêu, có phải như vậy không ạ? Sứ đồ Giăng được gọi là vị sứ đồ của tình yêu, cho nên trong hai lá thư Giăng 2 và Giăng 3, ông viết như thế này. Ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi, ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. Đó là thư Giăng thứ hai. Trong thư Giăng thứ ba, ông viết, tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh, nhưng không muốn viết bằng mực và bút, tôi ước ao tới thăm anh cho sớm, và chúng ta sẽ đối mặt, nói chuyện với nhau. Thưa quý vị, đây là những lá thư viết bằng giấy mực, nhưng mà viết với tất cả tâm tình, viết với sự hiện diện của chính người viết ở trong đó. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học lá thư thứ ba của sứ đồ Giăng, cũng là một lá thư không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng viết với tình yêu và lẽ thật. Quý vị mở Kinh Thánh và xem với tôi câu đầu tiên. Trưởng lão đặt cho gái út là người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Trưởng lão đặt cho gái út là người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Sứ đồ Giăng viết thư cho một người tên là Gai Út, trưởng lão là ông Giăng. Gai Út không phải là người có gai, cũng không phải là con út. Nhưng mà Gai Út là một cái tên rất là thông dụng ở trong thế kỷ thứ nhất. Trong sách Công vụ các sứ đồ có ít nhất là hai người mang tên này. Và trong các lá thư của sứ đồ Phaolô cũng có hai người khác cũng tên là Gai Út. Tên của quý vị và tôi buổi sáng hôm nay không phải là Gai Út. Nhưng mà tôi ước mong rằng lá thư này cũng là lá thư gửi cho chúng ta vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là vì lời cầu nguyện của sứ đồ Giăng cho ông Gai Út. Nhưng tôi tin rằng đây cũng là lời cầu nguyện cho mỗi một chúng ta. Chúng ta xem trong câu thứ hai, sứ đồ Giăng cầu nguyện cho ông Gai Út như thế này. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Thịnh vượng trong mọi sự, khỏe mạnh phần xác cũng như thịnh vượng về phần linh hồn. Quý vị có muốn được như vậy không? Mỗi chúng ta muốn khỏe mạnh phần xác, thịnh vượng phần hồn. Đó là điều mà mỗi chúng ta đều cần. Và qua lời Chúa chúng ta sẽ thấy làm thế nào để chúng ta có thể thịnh vượng, khỏe mạnh cả hồn lẫn xác giống như vậy. Chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Xin lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Lạy Chúa Thánh Linh là Đấng đã hướng dẫn sứ đồ Giăng viết ra những lời này, con cầu xin những lời này cũng đến với mỗi lòng chúng con, để chúng con cũng kinh nghiệm được như ông gái út đã kinh nghiệm được thịnh vượng cả xác lẫn hồn ở trong cuộc đời chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Lá thư thứ ba của sứ đồ Giăng là một lá thư ngắn, và thư này nhắc đến tên ba người. Quý vị mở Kinh Thánh xem tên của ba người đó, quý vị có thể gặp dưới tên ba người, và đó là ba người mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay. Cái tựa đề của bài giảng tôi buổi sáng hôm nay là một hội thánh và ba con người. Người đầu tiên mà sứ đồ Giăng nhắc đến là ông Gai Út. Ông Gai Út có những đặc điểm nào? Trước hết, ông là người được yêu thương. Ông là người được yêu thương. Câu 1,
Trưởng lão đạt cho gái út là người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Thưa quý vị để ý sẽ xem sẽ thấy rằng 8 câu đầu của lá thư nói về ông gái út. Và trong 11 chữ đầu của lá thư, ở trong nguyên văn chúng ta thấy chữ yêu được nhắc đến 3 lần. Trưởng lão đạt cho gái út là người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Quý vị có muốn được như gái út không? Người yêu dấu, người tôi thật thương yêu. Sứ đồ Giăng viết lá thư này cho thấy rằng ông gái út cho thấy có một cái tình thương đậm đà thấm thiết giữa người trong Chúa với nhau. Và trong trường hợp này là giữa một người hầu việc Chúa với con cái của Chúa, giữa một người lãnh đạo tinh thần với con chiên của mình. Và thưa quý vị, đây cũng là tình yêu mà chúng ta cần có và phải có giữa anh em, chị em ở trong Chúa với nhau. Đây là tình yêu agape, tức là tình yêu thiên thượng, tình yêu vị tha, tình yêu cho đối tượng của người mình yêu, chứ không phải là cho mình. Đây là tình yêu Chúa yêu chúng ta, đây là tình yêu vô điều kiện. Thưa quý vị, đây tình yêu này không phải là cảm xúc, không phải là rung động của con tim, nhưng đây là quyết định của lý trí. Yêu cả những người không đáng yêu thương. Quý vị biết cái đoạn Kinh Thánh mô tả về tình yêu thương này là ở đâu không? Con tôi nhất đồng 13, tất cả chúng ta đều biết phải không? Con tôi nhất đồng 13 nói gì? Thưa quý vị chú ý lắng nghe. Ở đây khi Sứ Đồ Giăng nói với ông Gai Út về yêu thương, thì đây là cái tình yêu thương mà Sứ Đồ Giăng muốn nói. Nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không kiếm tư lợi, không nóng giận, không nghi ngờ điều dữ, không vui về việc bất công. Yêu thương là gì? Yêu thương là dung thứ, là tin tưởng, là hy vọng, là chịu đựng. Yêu thương bao gồm tất cả những điều này, thưa quý vị. Thì Sứ Đồ Giăng nói với ông Gai Út rằng trưởng lão đạt cho Gai Út là người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Đó là cái tình yêu, tình thương mà Sứ Đồ Giăng muốn nói với ông Gai Út. Và đây cũng là tình yêu thương mà Chúa muốn mỗi một chúng ta có với nhau. Khi chúng ta yêu thương nhau, chúng ta phải bày tỏ trong lòng nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị. Và thưa quý vị, đây là tình yêu hai chiều, trao đổi, có qua có lại. Người khác yêu thương chúng ta như vậy thì chúng ta cũng phải đối xử yêu thương như vậy. Sứ đồ Phaolô có lần nói chớ mệt nhọc về sự làm lành. Cái chữ chớ mệt nhọc có nghĩa là thi đua làm lành. Thi đua có thể ai làm lành nhiều hơn. Thưa quý vị, yêu thương là đặc tính của Hội Thánh. Chúa yêu thương phải là đặc tính của mỗi một chúng ta. Ước mong là mỗi một chúng ta ở đây có một điều cần phải thi đua. Thi đua yêu thương. Quý vị thi đua được không? Có một nhà thờ mà chúng tôi đến thăm trước đây, và trước nhà thờ là câu Kinh Thánh như thế này. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ước mong đây cũng là câu Kinh Thánh ghi khắc ở trong lòng của chúng ta. Làm sao mà người khác biết quý vị và tôi là con cái của Chúa? Nếu các ngươi yêu nhau, nếu các ngươi sống với nhau trong tình yêu thương như lời Chúa đã mô tả. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Và nếu quý vị tại đây có phải xa nhau, thì quý vị có thể viết thơ cho nhau. Và viết như gì quý vị biết không? Gửi cho người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Bởi vì chúng ta đã từng sống với nhau trong tình yêu thương đó. Đặc điểm thứ nhất của ông Gai Út là yêu thương. Và đặc điểm thứ nhì của ông Gai Út là gì quý vị biết không? Ông là niềm vui cho người khác. Ông là niềm vui cho người khác. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 3 và câu 4. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật và về cách anh làm theo lẽ thật. Ấy là thế nào? Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật thì không có còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Đời sống của ông Gai Út là đời sống được người khác chứng nhận hay làm lứng chứng tốt. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta tốt hay là không là người khác nói gì về đời sống của mình.
Hai điều về ông Gai Úc được người khác chứng nhận là thứ nhất, ông là người yêu mến lẽ thật, và thứ nhì, ông là người làm theo lẽ thật. Quý vị thấy điều đó trong câu 3. Tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật và về cách anh làm theo lẽ thật. Và chính vì ông là người làm theo lẽ thật, sống theo lẽ thật, đã làm cho sứ đồ Giăng vui mừng. Quý vị để ý thấy ông Giăng nói đến vui mừng hai lần, ở câu 3 và trong câu 4. Trong câu 3 rằng tôi lấy làm vui vẻ, và trong câu 4 không còn có gì vui mừng hơn nữa. Quý vị biết tại sao ông Giăng vui không? Ông vui bởi vì ông thấy ông Gai Úc làm theo lẽ thật. Lẽ thật là cái gì? Lẽ thật là chân lý. Chân lý đó là chính Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu phán ta là chân lý, ta là lẽ thật. Sống theo lẽ thật hay là sống trong chân lý, vì vậy là sống theo Chúa Giê-xu, làm theo lời dạy của Ngài và sống giống như Ngài. Biết chân lý, có chân lý là điều quan trọng. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là sống chân lý, tức là làm theo lẽ thật. Quý vị được nghe lẽ thật là lời của Chúa. Biết lẽ thật là gì? Biết lời Chúa dạy như thế nào? Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta có làm theo, có sống theo những gì mà chúng ta nghe hay là không. Cái chữ làm theo lẽ thật ở trong câu 3 và câu 4 trong nguyên văn có nghĩa là bước đi trong lẽ thật. Thưa quý vị, đời sống này là những bước đi. Làm theo lẽ thật là sống mỗi ngày như thế nào? Trong cách đối xử với người xung quanh, trong gia đình, trong mọi tiếp xúc của mình. Bước đi trong lẽ thật là như vậy, không phải trong ngày Chủ nhật mà thôi, mà mỗi ngày ở trong cuộc đời của mình, chúng ta có bước đi theo lẽ thật hay không? Quý vị có bước đi trong lẽ thật, sống trong ánh sáng, trong sự hướng dẫn của Chúa không, hay là đời sống hàng ngày thì khác mà ngày Chủ nhật thì khác? Quý vị biết cái niềm vui lớn nhất của người hầu việc Chúa là gì không? Niềm vui lớn nhất của người hầu việc Chúa là thấy con cái Chúa sống hay là bước theo lẽ thật. Sứ đồ Giăng viết rằng tôi nghe con cái làm theo lẽ thật thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Nói ngược lại làm sao quý vị biết không? Không còn có gì buồn hơn là con cái của Chúa mà không làm theo lẽ thật, không bước đi trong lẽ thật. Không còn gì buồn hơn là con cái Chúa ở nhà thờ có thể mở miệng ca hát ngợi khen Chúa mà sống mỗi ngày trong những tiếng than phiền, oán trách, những lời chửi rủa, mắng nhiếc nặng lời. Quý vị có bước theo lẽ thật, có làm theo lẽ thật hay là không? Chính quý vị biết, và những người chung quanh quý vị cũng biết nữa. Chưa có ai làm chứng cho tôi là quý vị không làm theo lẽ thật, nhưng quý vị cũng biết rằng đó sẽ là điều buồn. Ước mong rằng tôi sẽ được nghe, một sự nhẫn sẽ được nghe những lời chứng về những người làm theo lẽ thật, sống trong lẽ thật và bước theo lẽ thật. Thưa quý vị, đó sẽ là niềm vui, niềm khích lệ lớn nhất cho người hầu việc Chúa. Tôi thường hỏi các tín đồ trong hội thánh của tôi như thế này: quý vị muốn tôi vui hay tôi buồn? Họ nói rằng tôi muốn tôi vui. Và tôi nói rằng quý vị muốn cho tôi vui thì làm gì? Hãy làm theo lẽ thật, phải sống theo lời dạy của Chúa. Thưa quý vị muốn một sinh nhật vui không? Muốn không? Mạnh dạn lên chứ. Chúng ta hãy sống theo lẽ thật, sống theo lời dạy của Chúa mỗi ngày để đem lại niềm vui cho người hầu việc Chúa. Chúng ta đang học về ông Gai Úc. Đặc điểm thứ nhất của ông Gai Úc là gì? Ông là người được yêu thương. Đặc điểm thứ nhì, ông là niềm vui cho người hầu việc Chúa. Và đặc tính thứ ba của ông là người hiếu khách. Chúng ta thấy điều này trong câu 5 đến câu 8. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Giêsu Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Ông Gai Úc được ông Giăng khen ngợi là người yêu thương, là người làm cho ông vui và là người hiếu khách. Quý vị để ý thấy những chữ trung tín,
làm sự nhân từ, giúp đỡ sự đi đường, tiếp đãi. Thưa quý vị, hiếu khách là như vậy. Sứ đồ Giăng khen ngợi Gai-ốt về hành động hiếu khách của ông trên hai phương diện. Thứ nhất là ông thường xuyên hay là trung tín làm việc đó. Anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em. Và thứ nhì, ông chẳng những làm điều này cho những người quen biết, nhưng ông cũng làm cho các con cái khác của Chúa mà ông chưa bao giờ gặp. Và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Anh em ở trọ là nói đến những người lạ, những người ông chưa quen. Hiếu khách là như vậy. Là tiếp đãi, là vồn vã, là thân thiện, là giúp đỡ người lạ. Hebrew đoạn 13 câu 2 ghi như thế này. Chớ quên sự tiếp khách. Là làm sao? Chớ quên sự tiếp khách bởi vì có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Quý vị muốn tiếp thiên sứ không? Hãy tiếp đãi khách lạ. Hãy bày tỏ lòng yêu thương, thân thiện, tiếp đãi người khác. Thiên sứ là gì? Thiên sứ là sứ giả của Chúa. Có khi Chúa cho sứ giả của Ngài đến với chúng ta mà chúng ta không biết. Tôi được đọc một câu chuyện về nữ hoàng Victoria một ngày kia đi dạo ở ngoài đồng và trời đổ mưa thình lình. Thì bà ghé vào một cái người nhà quê đó có cái nhà nhỏ để mượn cái dù. Và cái người chủ của cái người nhà quê đó thì bực bội quá, thấy có người tới mượn dù của mình. Cho nên bà tìm cái dù mà xấu nhất đó cho cái bà đã mượn. Bà không nhìn đó là bà nữ hoàng. Và ngày hôm sau có một người lính của hoàng gia tới chào bà và xin trả lại cái dù. Bà tức quá, tại sao biết đó là bà nữ hoàng, mình lấy cái dù tốt nhất mình cho bà. Thưa quý vị, nhiều khi Chúa cho chúng ta có những cái dịp tiện tốt nhất để hầu việc Chúa mà nếu chúng ta bỏ qua thì chúng ta cũng sẽ phải ân hận như vậy. Tôi thường nói với các tín đồ trong hội thánh của tôi là quý vị biết khi mình về thiên đàng, cái mà thiên đàng là vui rồi, nhưng mà nếu mà về thiên đàng có một cái gì buồn là buồn nhất, quý vị biết là cái gì không? Sẽ có nhiều người sẽ giậm chân tức uổng quá, tiếc quá, phải biết đó, mình hầu việc Chúa nhiều hơn để mình có được cái niềm vui của Chúa. Đúng không? Không ai trong chúng ta sẽ phải ân hận như vậy. Bởi vì hiếu khách là hầu việc Chúa. Những người mà sứ đồ Giăng mô tả ở đây là những người truyền giáo lưu động, họ đi từ chỗ này đến chỗ khác hầu việc Chúa. Quý vị, ngày xưa không có quán trọ, cho nên tiếp đón người hầu việc Chúa đó là cách duy nhất mà họ có thể làm được. Quý vị, ở tại đây quý vị không trực tiếp hầu việc Chúa như những người hầu việc Chúa trọn thời gian. Mà quý vị biết không? Khi quý vị giúp đỡ, khi quý vị nâng đỡ những người hầu việc Chúa, đó cũng là một cái hình thức phục vụ Chúa nè. Vậy Chúa Giê-xu phán như thế nào? Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Quý vị không phải là tiên tri mà quý vị tiếp rước tiên tri thì quý vị phần thưởng giống như ông tiên tri vậy. Ai rước một người công chính vì là người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình. Chúng ta làm việc gì cho người khác, dù làm việc rất là nhỏ, chúng ta cũng sẽ không mất phần thưởng của mình. Như vậy chúng ta thấy ông Gai-ốt là người yêu thương, là người làm cho người khác vui mừng, và ông là người có tinh thần hiếu khách. Quý vị có muốn được khỏe mạnh về phần xác, thịnh vượng về phần hồn không? Hãy sống yêu thương. Hãy sống làm cho là niềm vui cho người khác. Quý vị là niềm vui cho người khác hay là nỗi buồn của người khác? Hãy sống với tấm lòng thân thiện, cởi mở, tiếp rước người khác. Tôi tin chắc rằng quý vị sẽ kinh nghiệm được tất cả những gì mà ông Gai-ốt đã kinh nghiệm. Đó là nhân vật thứ nhất, là một gương tốt cho chúng ta noi theo. Cái nhân vật thứ nhì là một cái gương xấu cho chúng ta tránh. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 9 cho đến câu 11. Tôi đọc mấy câu này. Tôi đã viết mấy chữ cho hội thánh rồi, nhưng Diotrep là kẻ ưng đứng đầu hội thánh không muốn tiếp rước chúng ta. Cho nên nếu tôi đến, tôi sẽ bối việc xấu người làm là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn
Tiếp trước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Nhân vật thứ nhất là ông Gai Úc, nhân vật thứ nhì là ông Diotrep. Tôi nghĩ ông này có lẽ là người Bắc quá, bởi vì ông Dio đó, quý vị biết không? Cầm dù đó, Dio. Anyway. Nếu ông Gai Úc là người yêu lẽ thật và yêu anh em, thì ông Diotrep này là người chỉ biết có mình, tôn cao chính mình. Câu 9 nói rằng ông là người ưng đứng đầu hội thánh. Ông Gai Úc là người hiếu khách tiếp đón người hầu vì Chúa. Còn ông Diotrep thì không tiếp rước, mà ai muốn tiếp thì còn ngăn trở nữa. Quý vị thấy cái khác giữa hai người này không? Quý vị để ý, ông Gai Úc và ông Diotrep là hai người ở trong cùng một hội thánh nha. Như là hai người hoàn toàn trái ngược nha. Chúa Giêsu cho thấy ở trong đồng ruộng của Chúa có cả lúa mì và cỏ lùng. Lúc đầu khó phân biệt cỏ lùng với lúa mì. Cỏ lùng với lúa mì nó rất là giống nhau, cái lá lên giống hệt như nhau. Và cái khác nhau là gì quý vị biết không? Lúa mì thì nó có hột, nó kết quả. Còn cỏ nó chỉ vẫn là cỏ mà thôi. Mà sao biết được? Phải đợi đến ngày mùa gặt. Chúa Giêsu nói là hãy đợi đến mùa gặt, người ta sẽ phân biệt giữa cỏ và lúa. Đời sống của người tin Chúa cũng vậy, đời sống của quý vị và tôi cũng vậy. Kết quả của việc làm chúng ta, cuộc đời sống đạo của chúng ta sẽ cho biết chúng ta là ai. Chúng ta là Gai Úc hay là Diotrep? Quý vị hãy nghiệm lại và xem thử mình là ai. Quý vị là niềm vui hay là nỗi buồn, nỗi khổ tâm cho người khác? Quý vị giúp đỡ, nâng đỡ người khác, hay là chẳng những không giúp đỡ, nâng đỡ mà ai giúp là còn ngăn trở những người làm việc đó? Sứ đồ Giăng nói trong câu 10, ông nói rằng nếu tôi đến tôi sẽ bới việc xấu của người làm. Bới việc xấu không có phải là bôi mắt, mà người là đưa ra ánh sáng. Diotrep là người ở trong hội thánh của Chúa nhưng không thật sự là người tin Chúa, và điều đó sẽ được chỉ ra rõ ràng. Thưa quý vị, không điều gì có thể che giấu Chúa được hết. Và đây là lời khuyên cho chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ nào làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, lá thư này cho thấy một điều dữ và một điều lành. Điều dữ là gì? Điều dữ là Diotrep, là muốn đứng đầu, là không tiếp trước, không nâng đỡ yêu thương người khác, ngăn cản những hành động yêu thương giúp đỡ. Thưa quý vị, đó là điều mà chúng ta phải tránh, đừng bắt chước. Ông Giăng nói như vậy, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ. Điều dữ là như vậy. Giăng nói, hãy bắt chước điều lành. Điều lành là gì? Điều lành là Gai Úc, là yêu thương, là niềm vui cho người khác, là người hiếu khách, hầu việc Chúa qua những việc làm nhân từ của mình. Đó là người cho chúng ta bắt chước. Và cũng có thêm một người nữa cho chúng ta bắt chước. Người này tên là Demetrius trong câu thứ 12. Mọi người đều làm chứng tốt cho Demetrius, và chính lẽ thật cũng chứng cho. Chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người. Anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là hiệp với lẽ thật. Ông Demetrius này có ba đặc tính. Đặc tính thứ nhất là được người khác làm chứng tốt. Câu 12, mọi người đều làm chứng tốt cho Demetrius. Một lần nữa cho thấy cái lời chứng của người khác rất là quan trọng. Mọi người đều làm chứng tốt cho ông Demetrius. Quý vị có thích làm một người như vậy không? Một người mà mọi người đều làm chứng tốt. Ông đó, ai cũng biết, ông là người tốt lắm. Ông Timothy là một người như vậy. Trong công vụ đoạn 16 có 2 nói rằng anh em ở thành Lystra và Iconê đều làm chứng tốt về người. Châm ngôn đoạn 22 câu 1 nói gì quý vị biết không? Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều. Người đời, người ngoài biết quý vị là người như thế nào, họ có thể làm chứng tốt về đời sống của quý vị không? Khi một người nói về quý vị, người ta nói sẽ như là như thế nào? Anh đó là người tin Chúa, anh đó tốt lắm, anh đó dễ thương lắm. Chị đó là người tin Chúa, đời sống của chị thay đổi.
Đời sống của chúng ta phải là một cái gương sáng, một lời chứng tốt cho nhiều người. Mà đừng nói đâu xa. Nếu chúng tôi hỏi vợ, hỏi con, hỏi chồng, hỏi con, hỏi những người bạn gần với quý vị nhất, thì họ sẽ nói về quý vị như thế nào? Con của quý vị sẽ nói về quý vị như thế nào? Nó ba con ở nhà thờ vậy chứ về nhà ông không phải vậy đâu. Ai làm chứng tốt cho quý vị? Quý vị có được lời chứng tốt không? Không phải chúng ta nói gì về mình, nhưng mà đời sống của chúng ta sẽ phản ánh nơi những điều người khác nói về chúng ta. Ông Demetrius thứ nhất là được người khác làm chứng tốt, và thứ nhì được lẽ thật làm chứng. Lẽ thật là cái gì? Lẽ thật là chân lý, là Chúa Giê-xu như chúng ta đã học. Chính lẽ thật cũng chứng cho. Lẽ thật là những điều đúng, giáo lý đúng, không có gì giả dối. Nói như vậy có nghĩa là đời sống của ông Demetrius là một đời sống trong sáng, không có gì che giấu, đẹp lòng cả Đức Chúa Trời và người ta. Đời sống của quý vị có gì che giấu không? Có phải là thấy vậy mà không phải vậy không? Mỗi người phải thấy rõ cuộc đời của mỗi người chúng ta trong sáng ở trước mặt. Và điểm thứ ba, ông Demetrius thứ nhất là được người khác làm chứng, được lẽ thật làm chứng, và thứ ba là được người lãnh đạo làm chứng. Sứ đồ Giăng tóm tắt lại, chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người. Quý vị để ý thấy không? Một con người mà quay trước quay sau, lật tới lật lui, không ai có thể chê trách được, từ người chung quanh đến lẽ thật, đến người của Chúa. Lời chứng của ông Giăng với lẽ thật là một, mà bây giờ cả hai đều làm chứng tốt cho ông Demetrius. Như vậy có thể nói ông Demetrius là một con người toàn hảo, biết lẽ thật, sống với lẽ thật. Và đây là con người cho chúng ta bắt chước, mẫu mực cho chúng ta noi theo. Ở đời này, người ta thường muốn bắt chước người này người nọ. Người mà chúng ta nên bắt chước là ông Demetrius, là ông Gaius. Ước mong rằng mỗi một chúng ta sẽ bắt chước theo điều tốt, đừng có bắt chước theo điều xấu. Bây giờ trở lại với điều đầu tiên tôi nói. Đó là thịnh vượng cả hồn lẫn xác. Thịnh vượng cả hồn lẫn xác nghĩa là thế nào? Đó là một đời sống phù hợp với lẽ thật, yêu thương, chia sẻ, nâng đỡ, giúp đỡ người khác và xa lánh những gì độc ác, kiêu ngạo, hợm mình và không quan tâm đến người khác. Ở trong tâm lý học người ta có một cái danh từ tiếng Anh gọi là psychosomatic. Psychosomatic là liên hệ giữa tinh thần và cơ thể. Liên hệ giữa tinh thần và cơ thể là như thế nào? Quý vị biết rằng có những cái bệnh nó gia tăng chỉ vì tinh thần bi quan của mình. Có người nói bệnh, thôi tôi bệnh này chắc không chữa lành được đâu, rồi buồn buồn rồi chết luôn. Chỉ vì cái tinh thần của mình. Ngược lại có những người được lành bệnh nhờ tính lạc quan. Giữa cái tinh thần với cái thể xác của mình nó có một cái liên quan mật thiết. Khi chúng ta sống với yêu thương, với hy vọng, tinh thần của chúng ta sẽ khỏe mạnh. Ngược lại nếu chúng ta bi quan, chúng ta sẽ bệnh. Nói một cách đơn giản như vậy. Sứ đồ Giăng nói Gaius khỏe mạnh phần xác và thịnh vượng về phần hồn. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng cái khỏe mạnh phần xác của ông Gaius và ông Demetrius và mỗi chúng ta nữa sẽ đến khi chúng ta lo chăm sóc phần linh hồn của mình. Tôi xin nhắc lại, đời sống thể xác của chúng ta sẽ khỏe mạnh nếu chúng ta biết chăm sóc cái phần linh hồn của mình. Quý vị biết không? Nếu quý vị sống yêu thương, nếu quý vị sống tha thứ, nếu quý vị sống cho người khác, chúng ta sẽ không còn đau nhức mệt mỏi nữa. Quý vị cứ thử đi. Cái người mà sống chỉ biết có mình than phiền, oán trách, cầu nhàu, cãi cọ thì luôn luôn có bệnh, quý vị biết không? Cho nên hãy bắt chước những điều tốt, điều lành và sống trong tinh thần. Vì vậy giữa hai nhóm người trong lá thư này, một bên là Gaius Demetrius, một bên là Diotrephes, quý vị muốn ở mía nào? Muốn được thịnh vượng trong mọi sự không? Hãy bắt đầu với thịnh vượng phần linh hồn của mình. Hãy sống yêu thương, sống chân thật, sống với chân lý của Chúa và đừng tập trung vào chính mình mà sống. Đây là lời cầu nguyện của sứ đồ Giăng cho ông Gaius.
Và đây cũng là lời cầu nguyện của tôi cho quý vị buổi sáng hôm nay. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh chị em được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác của anh chị em, cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn của anh chị em vậy. Amen.